Chào anh em nhé. Và clip này mình sẽ review về trung vệ Trần Đình Trọng Việt Nam chúng ta. Ở mức thẻ cộng 1, vị trí CB của Trần Đình Trọng là 8,7 và RB là 8,4. Anh có 2 sao kỹ thuật. Các chỉ số vận động bao gồm soft ball, tranh cắt đẹp và tăng độ. Chỉ CB thì Trần Đình Trọng mạnh khả năng đó là cắt bóng, lấy bóng, xoạc bóng và tốc độ. Ngoài ra các chỉ số như sức mạnh, sức nhảy, khả năng giữ bóng kèm người, chuyền ngắn đánh đầu, phản ứng của quyền bóng cũng đều rất tốt. Ở vị trí RB thì anh mạnh ở khả năng tăng tốc và tốc độ, khả năng xoạc bóng, khả năng lấy bóng. Nếu như anh em mà khi mà để Trần Đình Trọng ở vị trí CB thì các bạn để chiến thuật đơn như sau: giữ vị trí để chặn bị động cộng một của thủ ba, Trần Đình Trọng được xem là một trong những trung vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là về khả năng phòng ngự. Ở Phi Lịch thì Trần Đình Trọng có biệt danh là trung vệ sắt tây. Mặc dù chỉ có chiều cao là 1m16, thể hình nhỏ, nhưng Trần Đình Trọng nhờ tốc độ và sự khéo léo của mình, như sự nhanh nhẹn, đã giúp anh bắt chết rất nhiều những tiền đạo tây tố cao. Xin chào, tôi là Quang Tùng và chào mừng các bạn đến với sân Anfield. Về đội tuyển quốc gia Việt Nam thì Trần Đình Trọng kết hợp với Quế Ngọc Hải trở thành một cầu thủ thép. Và những trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam thiếu Trần Đình Trọng để huấn luyện, các đội đã sẵn sàng làm bùng nổ cầu trường, sẽ vô cùng đau đầu khi mà bỏ mất đi một trong những trung vệ hay nhất của mình. Với tốc độ và sự khéo léo của mình thì Trần Đình Trọng có khả năng đá thẳng rất tốt. Sút. Đấy, các bạn thấy là rất nhanh. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Là một trong những trung vệ nhanh nhất của Việt Nam. Đặc biệt anh thi đấu rất là kiên cường. Anh ta vẫn đang chạy về phía trước. Thấy đúng rồi. Từ dưới sân chạy lên. Tát đi. Càng ngang. Thủ môn đã kịp thời khép góc. Nếu bạn nào đã trải nghiệm tìm Việt Nam football của Đình Trọng trong đội hình thì bạn sẽ hiểu tại sao ra thật tuyệt khi sút. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Hiện tại là đang hơn 2 tỷ. Cách chơi bóng. Anh ấy đang truyền về cho thủ môn. Tiền vệ đơn của Huy Mạnh. Man City. Đó chính là Công Phượng. Tê. Thế vì Trần Đình Trọng là một Lam Tê Việt Nam vậy. Wayne Rooney. Bóng Theo Hernandez. Khả năng thi đấu sống sao, nhanh nhẹn và kỹ xảo trong tình huống. Anh ta đã dướn người hết sức có thể. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Và đây là cú sút. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Quang Hải. Đặc biệt là được bổ sung thêm chỉ số ẩn mà. Họ đã ép đối thủ đưa bóng ra ngoài biên. Ronaldo, Wayne Rooney. Trọng trở thành một trong những trụ cột thép. Gareth Bale. Sony. Đó là pha cản bóng thân sâu. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Văn Đức. Văn Toàn.
Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Đức, Quang Hải. Anh ấy đã cướp được bóng. Bạn thấy là những tiền đạo tối cao bên phía đối bạn rất khó để có thể qua được chân. Rất trống trải. Họ chuyền bóng. Và đây là cú sút. Bóng đã lăn qua đường biên cuối sân, sẽ có phạt góc. Ở vị trí trung vệ thì Trần Đình Trọng có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh dẫn lối. Tiền đạo vệ cánh phải. Và bóng đã đi ra ngoài sân sau cú đá phạt. Quang Hải chuyển xa cho đồng đội tuyến trên. Văn Đức đạt được chính xác rất cao. Và một Quy trụ vệ có thể hình phải là lý thú nhưng Đình Trọng không ngại tổng của bất kỳ một tiền đạo. Sóng gió đã nổi lên. Mạnh bên kia đối bạn. Kể cả một cặp cụ hay là. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Sút. Đó là pha chặn bóng tốt. Xuân Trường, Công Phượng, cơ hội, sút, cần phải làm tốt hơn, không đều là tỷ số. Trọng tài vừa nổi còi, bắt đầu hai trận đấu tại Anfield. Trận đi chậm chúng ta. Xuân Trường. Ronaldo. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Vào. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Tiền đạo đã sút bóng vào khung cầu môn. Nguồn góc sút mà khó thủ môn nào trên thế giới có thể cản được. Vâng, anh ta đã có pha dứt điểm rất tuyệt vời. Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Cuối cùng thế trận cân bằng đã bị phá vỡ. Chúng ta đã có bàn thắng đầu tiên. Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, vài người đã lấy bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. Ibrahimovic rất nhanh, sút vào, không có bàn thắng nào được ghi. Cờ Việt Vị đã được trọng tài phất lên. Trợ lý trọng tài đã ở đó và ông ta đã phất cờ rất nhanh. Văn Thành, Xuân Trường, Văn Đức, Đoàn Văn Hậu. Anh ấy có thể sút. Chấp nhận một pha phạt góc. Một cơ hội để đánh đầu. Vẫn là phạt góc. Đánh đầu. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Đã khiến. Anh ấy đã cướp được bóng. Ronaldo. Họ sẽ bắt đầu từ sân nhà vì đó là đường truyền về cho thủ môn. Đi chậm. Đi chậm cho đi chậm. Ibrahimovic. Đã. Và đây là cú sút. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Sóng gió tan nơi chú qua.
Quang Hải, Văn Đức, Văn Toàn, Tăng Tốc. Tôi nghĩ sẽ có thẻ vàng. Bóng chạm xà. Văn Toàn. Chiến thắng đã đến rất gần với đội bóng chủ nhà. Hoàn toàn đúng. Nguy hiểm. Bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Cắt bóng quá hay. Họ vẫn có thể có một tình huống, một thời điểm quyết định trận đấu trong thời gian ít ỏi còn lại. Anh ấy đã cướp được bóng. Thủ môn đang nhặt bóng để chuẩn bị phát bóng lên. Văn Đức. Phòng ngự rất tốt. Có cơ hội ngay bây giờ. Anh ấy cần canh lại thức ngắm. Một pha đưa bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Thật tuyệt khi sút. Cản bóng tốt. Vào. Bàn thắng đã tới và họ đã chơi rất tốt. Rất nhiều cơ hội được tạo ra. Họ đã thực hiện thành công trong chiếu này. Vâng, một ngày như mơ đối với các tiền đạo bởi vì không thiếu các cơ hội tạo ra cho họ. Không, sẽ không còn bất